chân muôn chung, trời ơi tôi chẳng muôn chung một nhà. Sinh viên tứ phương như quý sứ, mai tôi lên phường. Hôm nào ngày đêm chẳng cho ai nghỉ ngơi, toàn chiến giờ hơi, tôi chẳng thể hiểu sao mình sống ở đây. Sinh viên dễ thương thì che ai chẳng ước mơ phi thường. Tin như thế thôi, rồi mai ta sẽ nhớ nhau cả đời. Mang nhiều mộng mơ dù nay có xa ngang xôi, chiều mi gói vẫn luôn mang trong tim bừng cháy những tham vọng. Tháng này tôi còn chưa thu phí, cậu và cô đừng có để tôi lưu ý. Các cô cầu nghịch pha bài ra đúng chiều. Oh yeah! Cuộc sống sinh viên ở xa nhà thì tiếng ca là những món quà, và vẫn chẳng không quên rằng lòng mình còn bao nhiêu là những hoài bão. Dù khó khăn hay cất tiếng cười, để khắc ghi ngày vui trong đời, cùng bước đến tương lai, ta sẽ nhớ mãi tháng năm hôm nay. Tình là tình nhiều khi không mà có tình là tình. Gì vậy? Này anh ơi, anh đẹp quá đi. Thôi làm gì mặc áo đẹp quá vậy anh? Kệ tôi. Tự nhiên thấy bông hoa xấu hẳn ra. Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không. Ấy, làm gì hôm nay yêu đời dữ vậy? Nào giờ tôi cũng yêu đời vậy. Thì cũng biết là vậy rồi, nhưng mà tự nhiên mà hôm hát cái nhạc nó bô lé rồi, cái nên chỉ có cái dòng nhạc nó sung quá. Tôi thích hát nhạc gì tôi hát? Tình chối đi nhưng chẳng nói năng chi, cho tình đầu bỡ ngỡ chưa hề cho. Kỳ vậy ta. Hai người hát cùng một bài hát, đi cùng về một hướng. Chẳng lẽ là ám hiệu? Chú con đi học. Biết. Chú con đi học lần nữa. Nhưng lúc. Ê, khoan 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 Quỳnh Anh. Thí dụ mà con yêu người nào đó, cái người đó bị một người khác, người thứ ba đúng không, xen vào con làm gì? Thì chú đuổi người thứ ba đi. Vậy mà cũng hỏi nữa. Ủa đơn giản quá vậy ta. Không phải ha. Chỉ cần đuổi người thứ ba đi. Vậy mà nghĩ không ra. Hello. Ê cưng quá. Đổi vòng hoa lên. Đổi vòng hoa lên nhìn như công chúa vậy đó. Dễ thương hả? Ừ. Ừ. Trời ông cũng dễ thương nữa. Nhìn tôi ngầu không? Ngầu. Tự nhiên gắn cái mắt kiến lên nhìn dễ thương mà nó ngầu nữa. Mà sao giống nít quá à. Bà để cái vòng hoa đi, tự nhiên bà để cái nồi lẩu lên làm gì vậy? Lẩu cái đầu của ông á. Ông thèm ăn lẩu, cái ông nói tôi để cái lẩu. Ủa cái hoa à? Thôi nha. Thôi mà mình nghĩ. Thôi. Bây giờ ông mà chơi cái trò này, nó giống như con nít mấy đứa nhỏ nó cười á. Ủa ai nói dành cho con nít, bộ người lớn không quyền chơi à? Ôi, kỳ lắm. Không có gì đâu kỳ, nói chuyện tiếp đi. Nói nghe nè. Điếu phê không? Đi không? Nếu mà đằng ấy thích thì đi. Đương nhiên là phải thích rồi. Nè, mình đi mình mạnh đứa nào nấy đi nha. Ừ. Tới đó mình gặp nhau. Ok. Ok 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 ok. Ba ơi ba. Ba ơi. Ba ơi. Nghe tiếng ba đây mà. Ba ơi. Đâu rồi ta? Làm gì làm ngủ sớm ba ơi. Nó đi rồi, nói chuyện tiếp đi.
Đi rồi hả? Nói gì nữa, trời làm mất hứng quá. Thôi tôi buồn ngủ quá, tôi lên tôi ngủ à. Gì cắt ngang vậy? Hết hứng rồi, bye. Hỏi thật quên gì vậy? Tối khuya tự nhiên đổi nón đi vòng vòng trong nhà người ta. Nè, tôi hỏi ông nè, ông làm gì giờ này chưa ngủ mà làm cái vẻ lén lén lúc lúc là sao hả? Tôi... Ủa gì kỳ vậy? Tôi là chủ nhà mà. Nhà này nhà của tôi thức tôi ngủ, quyền của tôi. Mắc gì hỏi, quyền hành gì hỏi. Nè, để mị nói cho mà nghe nha. Chủ nhà thì cũng mặc kệ nha. Làm sao cho đúng giới hạn của chủ nhà nha. Đừng bao giờ mà rình rập có ý đồ xấu với người nhà người khác. Để Bùng nói cho mà nghe nha. Nha, khi nào là chính thức là người nhà thì hãy nói cái kiểu phong long nó được nha. Hứ. Gì sao đi xuống hát xì dữ vậy? Trời ơi, trời ba, mùi lông não luôn á ba. Ba bị mùi này mùi dầu thơm với mùi lông não gì? Không phải, cái mùi dầu thơm của ba hả? Ba làm gì ba xịt như tưới cây vậy? Ôi nồng nặc. Cái dầu thơm này thật sự ra là hồi trước ba đi xe đò, chủ xe đò ổng để trên xe cái ba xin. Trời ơi, cũng mấy năm rồi cũng thơm mà mày. Mấy năm là mấy năm? 7-8 năm rồi. Trời ơi, dầu thơm mà làm như rượu thuốc vậy đây, 7-8 năm mới xịt. Thì sợ để lâu nó hư, lấy ra xịt cho thơm không? Ba, để lâu ha, giờ mới xịt, rõ ràng là có vấn đề, đang hẹn hò ai đúng không? Đang hẹn hò để mới lấy xịt dầu thơm đúng không? Ủa, trong nhà có hai cha con hả? Nhiều người ở, trong đó còn cha Phong Long, nói sùm cho ông biết, không có tốt. Đang hẹn hò phải không? Hẹn với cô hai tỷ quá. Bảy bà không? Nói nghe nè, nghiêm túc nè. Bà... Bà... Bà nhào lộn. Không phải bà nhào lộn mà bà... Lộn mèo. Thí dụ đi, thí dụ bà lộn mèo thêm bước nữa thì con nghĩ sao? Bà bước một bước nữa, con có đồng ý không? Không, nếu như mà ba hỏi con vậy thôi. Nếu như mà con cảm thấy là con không thích, con không đồng ý thì ba ở vậy với con. Ba đồng ý. Sao vậy? Sao khóc? Vì vui á. Kiểu đó giờ ba cứ mình nên mình lâu quá, không may chơi với ba, cái tự nhiên bữa nay ba nói ba có người yêu, cái con vui quá, con nói thiệt. Ba sao cũng được hết trơn á, con hạnh phúc. Con thấy vui lắm. Con chịu hả? Chịu sao không chịu. Nhưng mà ba có vui không? Cũng vui vui. Ông ba khoái ra mặt rồi. Con này đi chơi, đi chơi về sớm giữ sức khỏe đó. Trời ơi, nói chuyện y chang như má tôi vậy đó. Chú ơi, địch đã đậu.
với người ta. Lúc đó tên bảo bùng, hàng gì bùng nhanh quá chứ. Chú, hết hồn. Chú lại để kẻ địch chạy thoát nữa rồi phải không? Trời đất ơi, chú có biết khó khăn như thế nào con mới biết được địa điểm họ hẹn hò không? Chú đúng là phong long mà. Nè, nói chuyện người lớn có thái độ như vậy là không đặng nha con. Nói trước, thua keo này mình bày keo khác, hiểu không? Không có điều gì mà làm khó phong long là được hết trơn á trời. Ok ok, con rất là cảm phục tinh thần chịu thương chịu khó của chú. Nhưng mà chú biết không, để chiến thắng tình yêu không chỉ dựa vào sức mạnh, cơ bắp, hay là dựa vào một tình cảm đơn thuần, nó phải dựa vào một cái đầu lạnh lùng đầy toan tính. Chú hiểu không? Thôi thật với con này, năm nay chú cũng đóng tuổi rồi, chân trùng gối mỏi rồi, tim chú đập 180 độ rồi, thấy không? Còn thêm cái mưu kế nữa chắc chú sống không nổi qua con trăng này quá. Thấy thương chú không? Thôi được rồi, với tư cách là quân sư tình yêu của chú, con sẽ ra tay trực tiếp giúp chú, nhưng với một điều kiện. Con chỉ cần giúp chú được thôi nha, đừng nói là một điều kiện, 20 điều kiện chú đáp ứng như con. Quỳnh Anh là chỉ cần một điều kiện, con không bao giờ nói hai lời. Ok. Ok. Gì quan trọng như vậy? Đây là cơ hội cuối cùng. Chú mà để dù mất cơ hội này nữa là con không có làm đồng minh với chú nữa đâu. Chiều nay mưa trên phố Huế. Ca thôi chứ còn mưa không làm ăn gì được hết trơn á. Qua đây. Hả? Qua đây ngồi với tôi. Ngồi đây được không? Đi ngồi đây, có cái chuyện này quan trọng lắm. Tí con này ngộ ghê á. Chỉ có cái ngồi thôi mà cũng đừng nắm nắm tôi. Mệt quá nè. Gì vậy? Đi xem ca nhạc không? Mua sẵn luôn rồi nè. Chương trình gì vậy? Chương trình ca nhạc, nhạc vàng nha. Đúng ý bà luôn rồi đó. Vậy hả? Trời ơi, tôi mê nhạc vàng lắm. Vậy mà không? Ừ. Đi đi chị đi. Đi giờ luôn hả? Ừ, đi giờ luôn. Không, bữa nay bận rồi, bữa khác được không? Cái này là một đêm duy nhất, một đêm duy nhất, chỉ một đêm duy nhất. Trời ơi, cô mà không đi coi á là mất cơ hội đó. Nó tổ chức thêm đêm nữa được không? Dạ không được. Cái này có một đêm thôi à. Một đêm duy nhất, một đêm duy nhất rồi hả? Đúng rồi. Mà bận rồi đi đâu có được. Trời ơi, thiệt tình gì không biết sao luôn á ta. Cô tỷ. Hả? Đi shopping. Shopping hả? Ừ, đi shopping. Có gì mới là... Bữa nay sale á. À, sale đúng không? Sale quá trời, lâu lâu mới có. Rồi, sale 100% luôn hả? Đúng rồi, sale 100% cho không mà. Không muốn trả tiền. Thôi, ở nhà nha, để tôi đi shop với lại nó. Đi, lẹ lên, lẹ lên. Đi, mua đồ không có trả tiền. Nhỏ này, dễ thương. Ê, lạ, có chỗ nào mà sale mà bán hàng mà sale 100% không mày? Ê, vậy giờ sao con? Thua keo này, ta bày keo khác. Mà bày tao mấy keo rồi đó. Ủa, Tỷ. Chào anh. Tôi mời Tỷ ngồi. Anh tới lâu chưa? Tôi tới sớm 1 tiếng. Trời, 1 tiếng lận hả? 1 tiếng mà nãy giờ tôi uống ly cà phê chưa hết á, tôi toàn là sinh đá không á nha. Không có tốn kém gì hết. Sao vậy? Tại vì tôi đợi nó tan hết, cái tôi uống nửa ly, cái tôi bỏ đá vô nửa ly nó mới có cái màu này nè. Thì thấy hôm nay tôi bận đồ sao? Nhìn này giống như là cái màu nó nhã nhã, giống như dạng công tử Bạc Liêu á. Áo thì cũng bận thường, nhưng mà quan trọng là cái quần. Tại vì nói nào ngay, thực sự ra là tôi không phải là một cái tiếp người mà xe xua. Nói để cho Tỷ hiểu luôn tâm tính con người của tôi. Tôi không phải xe xua, từ ngày tôi đẻ ăn ái ra tôi bận có hai cái quần thôi. Hai cái quần mà tới giờ này luôn đó hả? Đúng rồi, một cái quần jean là tôi mua màu đen, là cái quần đó là tôi bận hàng ngày. Có nghĩa là tôi bận xong tối là tôi giặt, cái là sáng nó khô, cái là tôi bận. Và ngày nào cũng vậy. Rồi còn cái quần tây là để cho dành cho những sự kiện đặc biệt.
À, bữa nay là sự kiện đặc biệt. Cái quần tay này là nó lớn tuổi hơn tuổi con Ái luôn. Tôi may thêm vài cái nữa mà. Không được, tại vì mỗi người sống có một cái quy tắc. Quy tắc của tôi là vậy. Mấy cái trang phục này đó như là vật ngoài thân. Cái quan trọng là cái ruột bên trong. Ở ngoài mình đẹp mà ở ruột bên trong mình không có gì cũng như không. À. Ở ngoài vậy chứ ruột bên trong dữ lắm à. Nhưng mà cái quần này là coi như là cái nó giá trị. Chỉ có những cái chỗ mà giá trị anh mới mặc cái quần này. Những cái sự kiện đặc biệt, gặp những người yêu thương. Thật sự ra là cái quần này là tôi bận đi đám ma tiễn đưa cũng một số người rồi. Hôm nay tôi bận để đi gặp bà. Tiễn đưa một số người nghe tôi sợ quá anh ơi. Không có, là mình phải trân trọng chứ, đi đám ma mà. Thì đó, đám cưới cũng bận quần này luôn. Đám cưới, đám ma và những một số người quan trọng. Quan trọng mới bận. Thôi được rồi, anh vui tính quá. Thôi ráng bỏ ra ít tiền nữa mình may vài cái sau này để cái gì mình thay đổi ha anh ha. Để khi nào mà tôi có được một cái ý chung nhân hay là một cái người tâm đầu ý hợp á, người ta thôi đừng có nói chuyện y phục nữa. Tôi có một cành hồng nhỏ nhỏ đây, tôi muốn tặng cho 2 tỷ. Thật sự ra là bông hồng này là tôi đặt của quán. Tôi cũng thích bông hồng nữa. Tôi biết mà. Mới gặp mà biết. Cái bông hồng này á. Tỷ đừng lượm, chị ngồi im đi. Không, bông nó rớt em lượm. Không sao, tỷ để cho tôi. Anh gió vậy xa. Không, tôi đứng lên đàng hoàng, tôi cốt cách của người Pháp mà tỷ. Pháp cái gì, em ngồi gần để em lượm mà. Cho tôi có lón đi mà. Anh nghe không? Không lẽ cái bông nó nói cái rẹt. Bông nào biết nói. Tôi không nghe gì hết. Có, em nghe giống như là bị tiếng bị tét quần vậy rẹt. Bà bậy làm gì có cái quần nào tét ở đây. Chắc là tiếng côn trùng bên ngoài. Ủa, nãy giờ tỷ không uống gì hết hả? Anh có hỏi đâu. Bảy tám cuộc vẫn không bắt máy là sao? Tôi cho cô một cơ hội lần nữa. Tôi cho cô một cơ hội lần nữa, lần thứ 10 nha. Cô không bắt máy đừng trách tôi nha. Giận mà gõ nát bàn phím luôn. Đợi lâu không? Lâu. À không sao, hôm nay không có chồm lên được. Mập chứ. Mập đâu. Hôm nay hơi nhiều ha. Mỗi lần anh hẹn với ai là anh uống nước vậy đó hả? Tôi mà có gì căng thẳng hay tôi không. Anh hình như anh đang bị gì phải không? Tôi bình thường mà, chỉ hơi Tôi thấy cái vẻ mặt anh nó sao sao á. Thì thoải mái mà. Thì sao cái vụ lụm cái bông là anh đổi sắc mặt luôn đó. Chết thiệt rồi, mắt tiểu quá. Làm sao mà đi được bây giờ. Bây giờ đứng lên thì cô ta sẽ thấy cái quần bị rách. Hết chỗ rách hay sao mà nó rách ngay mông mới ghê chứ. Khóa quan lại, Bảo Bùng ơi, ráng gồng Bảo Bùng ơi. Anh ơi. À. Anh có bị gì không vậy? Coi khò mắt. À, anh mắc gì? Mắc gì mà bị bị gì mà mắc đó. Vậy đó, chung là tôi bình thường. Nếu mà mắc thì cứ đi thoải mái nha. Không nha. Không, tôi đâu có mắc gì đâu mà phải đi. Mắc gì phải đi. Mắc gì phải đi. Tại vì đang ngồi nói chuyện với nhau vui quá mà tự nhiên giờ tuột luôn đó. Không phải là tuột, nhưng mà vậy đó. Người ta nói là mắc gì phải đi, đi gì phải mắc, nó vậy đó. Sao tự nhiên cái phải nói cái câu này hoài chứ vậy anh? Em ơi, em phục vụ ơi. Dạ.
Em có thể nào em đổi nhạc giùm chị được không? Dạ được ạ. Em đổi nhạc nào cho nó du dương nhẹ nhàng ha anh hả? Chứ cái này nó dập dập quá, tâm lý tôi nó cứ cà ra cà vô, cà ra cà vô hoài vậy ha. Em mở nhạc nào nhẹ nhàng cho ảnh dễ chịu xíu nha cưng nha. Dạ. Tiếng nước róc rách rồi đó. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn em nha. Dạ. Rồi. Dạ. Em đi đổi nhạc giùm chị đi. Cái gì? Tiếng nước róc rách đồ đó, để cho nó chảy nước đồ nó cái đó thư giãn dữ lắm. Ơi trời ơi, đổi cái nhạc dễ thương. Anh ơi, sao bóp mũi vậy? Ở trong nhạc nó có tiếng suối á, nó chảy hoài. Hồi nãy em kêu có nước để mình. Hồi đó gần mới xa, hôm qua nói thiệt à. Sao vậy? Chị chịu hết nổi à. Thôi thì hết nổi thì anh cứ đi. Phải đi thì chị chịu hết nổi. Đi đi anh. Ê! Cái quần. Cái quần. Tôi đó nghe không cần chứng minh. Chuyện tình cảm không cần chứng minh nghe. Chỉ cần người ta lo cho thằng Kiệt, lo cho gia đình thôi, vậy là đủ rồi. Trời ơi, lo cho thằng Kiệt làm như lo cho thằng cha đó, đủ rồi. Bây giờ hai ông có mở cửa cho tôi không? Ôi, về nha. Bữa nay có người tranh giành luôn nha. Giữ thần thiệt. Trời, đâu phải tầm thường con. Vú mà. Tôi thách ông đó làm sao? Ê, đừng thách tôi nha. Tôi thách làm sao? Thách nè. Máu đỏ. Máu nào không đỏ? Thứ nói chuyện ngu. Ngu nè. Hả? Trời ơi, nó quýnh tôi chảy máu cam luôn rồi. Cái má nào chẳng màu cam. Hả? Bà, vì được chết thằng bỏ bùn này không nhịn nữa nha. Vì được chết thằng phong long này không có nổi giận nha. Hồi nãy tôi đưa tỷ đi ăn tâm hầm với con cua gọi là cua king crab á, ngon không? Ngon quá trời ngon. No giờ không ăn gì được nổi luôn á. Tỷ nói vậy tôi nghe tôi buồn á. Tỷ nói với tôi là thích ăn hải sản, ăn cái gì cũng được, tôi mới chạy ra ngoài chợ tôi mua ốc về luộc ăn cho nó lẹ. Tỷ ơi, mà giờ no quá. Tôi nói tỷ nghe nè, tỷ ăn king crab gì đó của tỷ đó, nó đâu có tình cảm. Cái này là cả một bầu trời thương nhớ trong đó. Tôi luộc bằng nước mắt của tôi đó tỷ à. Tức quá mà. Cái gì vậy? Có cái miếng ốc nào đâu mà ăn. Ốc loại một, cái gì mà loại một. Ủa, nói gì kỳ vậy? Phải còn chứ. Toàn là vỏ không. Nè thấy không? Vỏ không. Tôi chẳng muốn chung. Trời ơi tôi chẳng muốn chung một nhà. Sinh viên tứ vương, người thiếu quý sứ, mai tôi lên phường. Hồi nào ngày đêm chẳng cho ai nghỉ ngơi, toàn chuyện giờ hơi. Tôi chẳng thể hiểu sao mình sống ở đây. Sinh viên dễ thương, tuổi trẻ ai chẳng ước mơ phi thường. Chỉ tin như thế thôi, rồi mai ta sẽ nhớ nhau cả đời. Anh dung dưỡng từ tàu tàu. Mang nhiều mộng mơ dù này có sáng ăn xôi. Chiều mi gói vẫn luôn mang trong tim bừng cháy những tha vọng. Tháng này tôi còn chưa thu phí, cầu giác cô đừng có để tôi lưu ý. Cô cầu nghịch pha bay ra đủ chiều. Oh yeah.